Trong vài ngày gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt hình ảnh trong video trên trang cá nhân của Nguyễn Hồng Nhung. Đó là video từ năm 2019 ghi lại cảnh cô đứng kế sang bay, chàng trai rất nổi tiếng trong giới chế ảnh trên Internet, còn được gọi là Thánh Rắc Muối. Sang bay sinh năm 1983 tại Thổ Nhĩ Kỳ, là một đầu bếp, chủ sở hữu nhà hàng Nô Ơ có chi nhánh tại nhiều quốc gia châu Âu, Trung Đông và Mỹ. Tháng 1 năm 2017, sang bay trở nên nổi tiếng sau đoạn clip ghi lại cảnh rắc muối đầy biểu cảm trong tư thế không giống ai. Đoạn video ban đầu được đăng trên Twitter của nhà hàng Nô Ơ, sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt, đạt trên 10 triệu lượt xem. Sau đó, biểu cảm khi rắc muối của sang bay được sử dụng rất nhiều để chế ảnh với nội dung khác nhau, nhanh chóng trở thành một hiện tượng Internet của năm đó. Hiện trang cá nhân của sang bay đã có hơn 26 triệu lượt theo dõi. Sau khi nổi tiếng trên mạng, nhà hàng của sang bay cũng trở thành địa điểm thu hút khách du lịch, ngôi sao và chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng thức. Câu hỏi phổ biến trên các trang du lịch như là làm thế nào để được sang bay phục vụ? Câu trả lời không hẳn là bạn phải giàu có hay nổi tiếng, mà là sự may mắn. Sang bay chỉ có một, và thường xuyên đi về giữa các chi nhánh của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Dubai. Món chính mà nhà hàng này phục vụ là bò bít tết. Để được ăn tại nhà hàng lớn của sang bay, bạn phải đặt bàn sớm. Khi gọi một số món nhất định, đầu bếp sẽ ra tận bàn thực khách để cắt bò và rắc muối. Nếu bạn may mắn bắt gặp sang bay có mặt tại một nhà hàng, chính anh sẽ ra cắt bò và rắc muối, tất nhiên chỉ dành cho một số món nhất định trong menu, thường có giá thấp nhất từ 130 USD. Ngoài ra, bạn không cần thêm khoản phí nào để được sang bay phục vụ. Sang bay thường di chuyển giữa các nhà hàng của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Dubai và tự quay các video chế biến trong bếp đăng lên trang cá nhân để duy trì sự nổi tiếng. Do đó, để gặp được đầu bếp này đúng lúc, hãy cố gắng theo dõi trang cá nhân của sang bay để biết anh này đang ở đâu, có trùng với chuyến đi của bạn sắp tới hay không. Thực khách còn có thể yêu cầu chụp hình với đầu bếp sang bay làm kỷ niệm, nhưng chỉ được chụp sau khi dùng xong thức ăn, việc này cũng không tốn thêm khoản phí nào. Tuy bức ảnh được chụp chung được Nguyễn Hồng Nhung chụp trong dịp tới thăm nhà hàng của sang bay từ 2019, nhiều người dùng mạng vẫn tràn vào trang cá nhân của đầu bếp này để bình luận. Trên Facebook, ảnh chụp của Nguyễn Hồng Nhung với sang bay được chế từ rắc muối thành rắc vi trúc. Cẩn thận nhé là câu bình luận phổ biến nhất trên ảnh của sang bay hiện tại. Hiện nay, đã có hàng trăm bình luận với nội dung tương tự, lấy lại bức ảnh chụp từ năm 2019 trên trang của đầu bếp này.